Công ty âm thanh Sáng Thanh Huy xin kính chào toàn thể các bạn đang theo dõi clip của bên công ty mình. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày 6 tháng 4 năm 2019, hiện tại mình cùng chú Mười và chú Hồng đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị lên máy bay đi ra Hà Nội bàn giao cái bộ dàn Array cho anh khách hàng Ba Vì Hà Nội nha các bạn. Thì với cái cấu hình tổng trị giá là 110 triệu mà mình có quay video giới thiệu tới các bạn rồi. Thì ngày hôm nay thì bên mình sẽ ra đó, sẽ bàn giao, sẽ lắp đặt tận nhà và hướng dẫn anh khách hàng ở Ba Vì Hà Nội sử dụng cái bộ dàn âm thanh này. Thì các bạn cùng theo dõi cái quá trình bên công ty mình vận chuyển hàng, setup và sẽ lắp đặt và bàn giao lại cái dàn âm thanh đó cho anh khách hàng ở Ba Vì Hà Nội nhé. Ô, đẹp quá. Trang trại này. Cái này về để nhà để dùng mà chứ không phải kinh doanh đâu. Chờ làm chi?